Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà xứ sở hoa anh đào, mẫu nhà mái Nhật được thảo luân hôm điều chỉnh để có thể phù hợp với thẩm mỹ và khí hậu ở Việt Nam. Điển hình ở đây, chúng ta có thể thấy mẫu nhà mái Nhật 2 tầng của thảo luân hôm đã thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình anh Hường ở Triều Sơn, Thanh Hóa. Quý vị ơi, hiện tại Thảo Luân Hôm đang có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho quý khách hàng thiết kế và xây dựng nhà. Quý vị sẽ được giảm ngay 10% khi ký hợp đồng thiết kế, giảm 15% khi ký hợp đồng thiết kế online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói. Đặc biệt, chiết khấu từ 3-8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Ngoài ra, còn rất nhiều phần quà có giá trị luôn được cập nhật liên tục trên fanpage, website, YouTube của Thảo Luân Hôm. Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với hotline của Thảo Luân Hôm để được hỗ trợ tư vấn và nhận ngay ưu đãi lớn. Cùng trở về với chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục khám phá mẫu nhà mái Nhật 2 tầng độc đáo này. Dựa vào thông tin liên hệ tư vấn, khảo sát thực tế và đo đạc kỹ càng bằng máy móc hiện đại, các kiến trúc sư, kỹ sư từ Thảo Luân Hôm đã lên phương án thiết kế thi công hợp lý, đáp ứng nhu cầu và mong muốn của gia đình anh Hường. Với tổng diện tích đất hơn 400m², các kiến trúc sư của Thảo Luân Hôm đã tính toán chính xác và lên phương án xây dựng nhà mái Nhật 2 tầng đẹp, tiện nghi, xứng đáng trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2022. Ngôi nhà có 3 lối đi tiện nghi, gồm một lối ở sảnh chính phòng khách, một lối bên hông và một lối sau nhà. Với cách bố trí như vậy sẽ giúp cho mọi thành viên trong nhà có thể thuận tiện hơn trong việc đi lại. Các công năng trong nhà được bố trí phù hợp. Tại tầng 1, ưu tiên không gian phòng khách với diện tích 32.8m², được bố trí tivi, bộ sofa lớn và tiểu cảnh cây xanh tươi mát, tăng sinh khí cho ngôi nhà. Đi sâu vào bên trong là khu vực bếp ăn rộng gần 24m², có thiết kế hệ bếp chữ L và hệ thống thiết bị hiện đại. Ở cuối nhà có một phòng vệ sinh chung để thuận tiện cho sinh hoạt, có lắp đặt đầy đủ các nội thất cơ bản như vòi sen, bồn vệ sinh, lavabo. Ngoài ra, nhà vệ sinh còn có ô cửa sổ nhỏ thoáng mát giúp hạn chế tù túng và bí bách. Khoảng không gian còn lại của tầng 1 là phòng ngủ, được bố trí đầy đủ các nội thất như giường ngủ, tủ đồ, tủ đầu giường, đồng thời thiết kế nhà vệ sinh khép kín với tổng diện tích căn phòng khoảng 17m². Một yếu tố cực kỳ quan trọng nhưng không phải ai cũng chú ý đến chính là khu vực cầu thang. Đối với ngôi nhà của gia đình anh Hường, đội ngũ kiến trúc sư Thảo Luân Hôm đã tính toán chính xác và xây dựng cầu thang này phù hợp với phong thủy của gia chủ là 25 bậc, giúp mang đến nhiều thuận lợi, thành công, rước nhiều tài lộc cho gia chủ. Tiến đến tầng 2, chúng ta sẽ bắt gặp ngay một không gian sinh hoạt chung 18.5m², được thiết kế thoáng mát, liên kết với ban công rộng gần 10m². Tại đây có bộ sofa lớn, tivi để gia đình có thể quay quần thư giãn vào những ngày cuối tuần. Kế bên là phòng thờ rộng hơn 15m², được đặt đúng hướng tốt của gia chủ. Khu vực này còn có bố trí cây xanh và hệ cửa sổ thoáng mát. Phía sau là hai phòng ngủ với diện tích lần lượt là 14.9m² và 15.6m², có cách thiết kế nội thất tương tự với phòng ngủ ở tầng 1. Diện tích còn lại của khu vực tầng 2 là phòng vệ sinh, có thiết kế đồng trục với tầng 1, giúp tiết kiệm chi phí xây dựng hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho gia chủ. Cách bố trí công năng của ngôi nhà mái Nhật 2 tầng này đã làm không ít người yêu nhà phải say đắm, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều quý khách hàng. Hãy cùng chiêm ngưỡng ngay vẻ đẹp tổng quan ngoại thất của ngôi nhà này nhé! Du nhập vào nước ta vào những năm gần đây, nhưng mẫu nhà mái Nhật đã nhanh chóng chiếm trọn sự yêu thích của nhiều gia đình bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch và đầy sang trọng. Nhìn tổng quan, hệ mái ngói xanh, tường trắng kết hợp với diện tường được trang trí ốp đá, tạo điểm nhấn độc đáo. Hệ cổng nhà có thiết kế cổng đồng nhất với ngôi nhà, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu và tăng tính sang trọng cho ngôi nhà. Hệ tường bao bề thế kết hợp với cổng sắt sơn tĩnh điện và hệ mái vòm thiết kế ngói xanh giúp bảo vệ công trình và tăng độ bền chắc. Ở khu vực ban công có lam che bê tông được sơn trắng, có tấm bô ly lấy sáng che chắn, tạo không gian thư giãn tuyệt vời cho gia đình. Kết hợp với khu vực bồn hoa được thiết kế xung quanh nhà, giúp tạo thêm sự tươi mát và sinh động hơn. Ngoài ra, bên ngoài còn thiết kế hệ đèn trang trí, cột vuông chắc chắn, thiết kế tỉ mỉ, chân cột ốp đá granite đen kết hợp với khu sảnh lát đá màu trắng, bậc ngủ cấp mặt đen cổ trắng, giúp đảm bảo an toàn và tôn lên vẻ đẹp hiện đại của ngôi nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi review nhà mái Nhật 2 tầng của gia đình anh Hường ở Triệu Sơn, Thanh Hóa do Thảo Luân Hôm thiết kế và thi công trọn gói. Các bạn có thấy mẫu nhà này xứng đáng trở thành top 1 những mẫu nhà đẹp nên tham khảo khi xây nhà năm 2022 không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Đừng quên nhấc máy và liên hệ ngay qua hotline 0874547474 hoặc 0919547474 để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Luân Hôm liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất.